vị vẫn giữ làn sóng với chương trình Tử Vi và Số Mệnh của Little Sài Gòn TV với anh Trí Đức. Và hiện tại giờ chúng tôi có chị Mai gọi đến từ Pomona trên đường dây. Nina xin mời chị Mai. Hello. Dạ. Dạ. Chị cho em ngày giờ tháng năm sanh và câu hỏi của chị đến với anh Trí Đức thưa chị. Tôi sanh ngày tháng 3 ngày 2 1957. Cái giờ sanh là 5 giờ chiều. Dạ, cảm ơn chị và câu hỏi của chị dành cho anh Trí Đức ạ. Dạ, tôi muốn biết về cái bệnh tật á, với lại cái công ăn việc làm. Em cảm ơn chị và bây giờ rồi. Mời anh Trí Đức. Chị sinh vào năm 1957, tôi là dạ. Gọi là Đinh Dậu, Sơn Hạ Hỏa. Tức là cái mạng của mình á, trong người mình á, là cái hành hỏa nó lớn nhất. Nhưng mà vì hỏa năm nay á, đến cái năm kim, năm kim tức là cái năm mà nó mình nó phải khắc chế cái năm đó, vì hỏa đi khắc kim. Khắc kim giống như là mình phải đi xô xát á, thành cái cơ thể của mình, cơ thể của người tuổi Đinh Dậu 1959 nó sẽ là một cái mệt mỏi lắm, dễ bệnh tật nha, mệt mỏi với bệnh tật. Và về vấn đề mà tình cảm đó, sức khỏe thì là mệt mỏi, dễ có bệnh tật. Về tình cảm á, thì tháng 5 mình có cái chuyện tình cảm tí xíu nhưng mà nó cũng không thành nha. Tức là có cái vấn đề tình cảm cần giải quyết nhưng mà nó không thành như ý muốn. Còn về công ăn việc làm và cái sự thành toại của mình về tiền bạc tài lộc đó, thì tháng 1 và tháng 2 xấu lắm. Chỉ riêng tháng 5 nó hơi tốt tí xíu về cái đường công danh thôi. Nhưng mà nói chung là vất vả và khó khăn cả năm. Thành ra là việc phải cẩn trọng tí xíu. Tháng 4 xấu nha, tháng 10 tốt, tháng 1, 2, 3 rất là xấu. Chúc chị thành công nhiều. Dạ, cảm ơn anh Trí Đức rất là nhiều. Và Nina xin mời vị khán giả kế tiếp. Hello. Hello, dạ. Dạ, chào chị. Chị tên gì và gọi đến từ đâu thưa chị? Chào Nina và chào giáo sư Trí Đức. Mình tên là Ngọc Quỳnh ở Vai. Cho mình hỏi thăm giáo sư là ngày năm sinh là 1955 và sanh ngày rằm tháng 6 vào lúc 4 giờ chiều. Wow, rất là đầy đủ. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Và câu hỏi của chị thưa chị. Câu hỏi của chị dành cho anh Trí Đức. Dạ, muốn hỏi thăm giáo sư là về cái năm nay với cái tuổi thì nó có cái điều gì rắc rối không? Tại vì một năm qua đó, năm vừa rồi đó thì rất là tang thương. Em cảm ơn chị rất dạ, là nhiều. Dạ, muốn hỏi năm nay là có điều gì nó thay đổi được hơn không? Nó khá hơn không? Dạ, cảm ơn chị. Mời anh. Rồi, như thế này. Năm chị sinh vào năm 1955 đó. Thì đó là vào năm Ất Mùi, Sa Trung Kim nha, Sa Trung Kim. Cái câu hỏi chị đặt nặng có lẽ là về vấn đề công ăn và việc làm nha. Về và gia đạo luôn, được rồi. Thứ nhất là cái đường về công danh đó, thì trong này tháng 2 và tháng 7 nha, là những cái tháng có lộc nha, có lộc và có việc mới nha. Việc mới. Năm nay sẽ là một năm rất là bận rộn nha. Năm nay năm rất là bận rộn. Và tháng 2 nhớ nha, tháng 2, tháng 7 và tháng 10 đó là những tháng rất là tốt về công ăn việc làm nha. Nhớ khi tôi nói tháng 2 á, tức là đó là tháng 2 ta nha. Chị về xâm địch thì biết được tháng 2 tháng tài ở trên như thế nào. Về đường tình cảm đó thì năm nay á, nếu mà về chị tuổi Ất Mùi đó thì nó rơi vào những cái bộ sao Thái Tuế, Hồng Loan, Cô Thần đó, thì nó không có được như ý nha. Tức là về đường tình cảm của chị hoàn toàn trái ngược với điều mình mong ước nha, nó buồn nha. Về sức khỏe đó thì sức khỏe thì tốt, bởi vì mình thì tốt đây là tức là mình cuối cùng là mình là người khỏe mạnh. Nhưng mà cái khỏe mạnh đây không phải là mà tự nhiên mình được khỏe mạnh, tức là mình cũng phải có cái sự là cố gắng làm việc nhiều nè, rồi nó có những cái sự chông gai, nhưng mà là tốt về sức khỏe là như vậy. Tháng 2, tháng 7, tháng 10 rất là tốt, tháng 6 là tháng 3, tháng 4 và tháng 5 nha.
Dạ. Xin chào chị. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và tất cả những cái lịch mà anh Trí Đức gửi đến cho quý vị là chúng tôi đang nói về lịch ta, có nghĩa là lịch của Lunar. Nên thành ra là quý vị phải chú ý ở trên lịch là, ở trên là mình Tây, ở dưới là mình ta. Và bây giờ Nina xin mời vị khán giả kế tiếp ạ. Hello. Hello. Nina xin chào ạ. Chào tôi hỏi cô. Dạ thưa chị cho em ngày tháng năm sinh. Thưa chị. Tôi sinh năm 1937. Dạ con chào bác ạ. Và ngày 12 tháng 8. Dạ và bác có giờ không thưa bác? Bác có giờ sinh không thưa bác? Tôi 6 giờ sáng ngày 12 tháng 8 6 giờ sáng. Dạ cảm ơn bác rất là nhiều. Bác tên gì và bác gọi đến từ đâu thưa bác? Tôi quay ở Lóc. Dạ và câu hỏi của bác dành cho anh Trí Đức thưa bác. Dạ. Bác đặt câu hỏi cho ảnh đi ạ. À, hỏi cái số mạng của sao mà ngọn lên bên dữ quá. Không biết cái năm nào không được chết ở đâu. Mời anh Trí Đức. Dạ vâng. Như thế này. Bác sinh vào năm 1937 đó, tức là tuổi Đinh Sửu đó. Dạ. Đinh Sửu tức là giảng hạ thủy nha. Dạ. Giảng hạ thủy. Thế này, nói chung á, nói một cách chung đó thì cái mạng của mình là thủy nha. Thế nhưng mà đến cái năm kim á thì sức khỏe mình của bác á là cũng không có gì mà phải lo, là vì á, cái thủy nó được cái kim cái năm nó xanh phò cho mình. Đó. Còn về cái bệnh tật đó thì nếu có cơ hội thì bác gặp tôi riêng để tôi xem cho bác kỹ luôn về những cái ngũ hành của từng năm một thì đến năm nay như thế nào. Nhưng vì phạm vi giờ của mình không có nhiều thì tôi cho nói chuyện với bác một cách tổng quát thôi. Còn cái số mệnh của mình trong số tử vi thì nó rất là chính xác. Những gì tôi nói đây đều chính xác hết. Nhưng mà nó vẫn chắc hơn nữa thì được gặp tôi đó thì tôi sẽ bàn với bác kỹ hơn để bác rõ hơn. Về cái công an việc làm đó thì về cái công an việc làm tuổi năm nay nói chung là bác ví dụ bác có phù giúp cho con cháu làm việc gì đó cũng không thành nha. Rồi bác có làm việc gì cho chính bác cũng không thành. Đó, cả một năm đều vất vả hết. Dạ. Về tình cảm bác cũng không có được như ý luôn. Tức là cái tâm tư của mình đó nó không được thoải mái nha, là như vậy cả một năm luôn nha. Nhưng mà chị xin gặp thầy ở đâu ạ? Dạ bác, hiện tại thì tôi vẫn chưa có cái sắp xếp được cái phòng làm việc. Nhưng mà tôi có cái email đó, bác nhờ con cháu đó gọi vào cái email, tôi sẽ trả lời cho bác cái email cái chỗ của tôi thế nào. Dạ, email số nào đấy? Dạ thưa email. Tử Vi, dạ thưa bác, nhờ gia đình ghi lại là Tử Vi A Còng Lido Sài Gòn TV.com. Một lần nữa là .com á. Dạ Lido Sài Gòn Tử Vi @lidosaigontv.com á. .com. Dạ. Dạ vì tôi năm nay cũng 80 rồi, chuẩn bị đâu. Không nhưng mà con rất là thích những cái câu hỏi của bác và cái câu hỏi của bác rất là minh mẫn nên thành ra rằng là bác giữ gìn sức khỏe và bác là một trong những người rất là đặc biệt mà anh Trí Đức mời gặp riêng. Wow, chúc mừng bác, cảm ơn bác rất là nhiều. Và Nina xin mời vị khán thính giả kế tiếp ạ. Hello. Hello, dạ tên là Tài ạ. Anh Tài, anh gọi từ đâu thưa anh Tài? Dạ ở Costa Mesa. Costa Mesa và ngày tháng năm sinh của anh thưa anh? Dạ, ngày tháng là tháng 4, ngày là 3 tháng 1976 chị. Dạ, và câu hỏi của anh Tài dành cho anh Trí Đức. Dạ, cho hỏi làm người tình duyên và sức khỏe. Việc làm tình duyên và sức khỏe thưa anh? Được rồi. Anh sinh vào năm 1976 đó, tức là năm Bính Thìn Sa Trung Thổ nha. Cái năm này đó thì năm nay đó về đường tình cảm đó, những cái sao của anh đó nó bởi vì thân Tí Thìn mà những cái đào hoa nó không có chạm được những cái sao tốt, nó rơi vào những cái sao mà cô thần quả tú đó, thành thử ra là tình cảm của anh sẽ có những cái rắc rối khó xử nha. Về sức khỏe thì anh có hơi mệt mỏi tí xíu so với những năm về trước nha. Về công an việc làm thì tháng 1, tháng 2, tháng 3 thì tốt. Mà tháng 7, tháng 8 mong cầu việc gì phải chờ đến tháng 7, tháng 8 mới có kết quả tốt. Xin chào.
Cảm ơn anh Trí Đức rất là nhiều. Và chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Xin quý vị hãy vẫn giữ ở trên đường dây với chương trình Tử Vi và Số Mệnh.